Dạ, đà, dạ đây là khu vực của huyện Chợ Mới nha cả nhà. Hôm nay em đi công việc ngang qua đây thì em thấy bà con mình buôn bán sinh hoạt cũng cũng thưa thớt cả nhà ơi, cũng buồn lắm. Thì em quay em đăng lên cho cả nhà mình xem vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Dạ thì thôi thì em mời cả nhà mình cùng em làm một chuyến hành trình nha. Làm một chuyến hành trình vòng quanh khu vực này cả nhà ha. Dạ em mời cả nhà mình cùng em làm một chuyến hành trình vòng quanh khu vực huyện Chợ Mới này nha cả nhà. Trời chỉ mưa cả nhà ơi. Chắc là bị mắc mưa quá. Biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vaccine. Các dữ liệu tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2021 cho thấy vaccine trong quá trình sử dụng đến hơn nguy cơ đã được ghi hoặc có thể
lớn nữa. Có ồn thì cả nhà cũng thông cảm cho mình nha. Mới nha cả nhà. Dạ, cái chuyến hành trình này của em là từ từ chợ mới, từ khu vực chợ về đến bến đò ạ. Khu vực xã nông thôn mới Long Điền B này cả nhà. Nhưng mà thôi mình không có đi về ngã đó nữa vì trời mưa rồi, thì thôi mình rẽ xuống bến đò nha cả nhà. Mình đi qua bên Cù Lao này cả nhà. Dạ. Đi qua bên Cù Lao, bên kia là nhà thờ rồi đó cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.